đó mọi người, hôm nay hai vợ chồng mình đi đâu nè? Đó là đến trường của Bona để đón lễ Giáng sinh. Để xem bà nhỏ đang làm gì nha. Bà đang tìm hai vợ chồng mình nè. Ngơ ngác luôn, kiểu không thấy ba mẹ ở đâu hết. Ba mẹ đâu mất tiêu rồi, sao chưa tới? Lúc thấy được ba mẹ rồi mừng ơi là mừng luôn. Mọi người có thấy đáng yêu không? Nhưng biết những cái khoảnh khắc như thế này, con cái rất là cần đến ba mẹ và rất mong ba mẹ. Cho nên là dù bận rộn cỡ nào thì hai vợ chồng mình cũng sắp xếp để có thể đến trường và sinh hoạt cùng con. Đối với Nhân, không có gì hạnh phúc bằng việc đồng hành cùng con trong suốt quá trình con lớn khôn. Bà nhỏ vào trong rồi nè, mọi người biết chuẩn bị làm gì không? Đó là biểu diễn văn nghệ đó. Đây là phần trình diễn của các em nhỏ, còn Bona sẽ trình diễn hai tiết mục. Đầu tiên Bona sẽ được trình diễn với anh chị lớn của chú coi như thế nào nha, ngố tàu kinh khủng khiếp luôn. Và cuối cùng là sẽ trình diễn với tất cả các bạn trong lớp. Nhìn vậy thôi chứ Bona là một cây hài số 1 luôn đó cô chú. Yeah, good job. Yeah. Better.